Ai thương hôm nay được ra phố của nhà ba mẹ, gọi là sân bóng của nông trường cuộc danh một năm cũ đó cả nhà. Nay là thị trấn Nghĩa Bình. Tuyệt vời lắm cả nhà. Đó. Hôm nay buổi tối được đi với người bạn thân tuyệt vời này. Này đây, này đây. Có thấy được biết. Người bạn thân mấy chục năm lên này. Mấy người thân người bạn thân. Mấy chục năm hơi vất vả này. Không, không vất vả mất. Rất là xinh tươi luôn. Rất là xinh tươi luôn. Người bạn mấy chục năm của thương nhá. Của có hai thương này. Đẹp chứ. Vậy là có một điều không hả cả hả? Bạn bè lâu ngày gặp nhau. Mấy chục năm rồi, mất gốc rồi. 32 năm rồi đây. Thật ra 32 năm chi? 32 năm đúng không? Mấy thương mất gốc về đây chứ không thì cũng mới được gặp được này. Vì Lào chuẩn bị đi vào miền Nam, vào Sài Gòn lại rồi. Là cô hai thương về ra đón này. Ăn cơm tối là vội vàng chưa kịp uống nước là đi đón một người bạn thân cách đấy 32 năm vẫn hay. 32 năm luôn cả nhà, tuyệt vời lắm. Yêu lắm hai cô bạn xinh xinh của túi này. Còn đây là mấy người bạn của cô hai thương đang đấy. Đang tập đấy, đang tập dân vũ đấy. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp lắm cả nhà. Đẹp hay. Ai mà nghĩ mấy cô gái múa dẻo đeo vương phát cái đi, mái mặc đồ đồng diện là đẹp thôi rồi luôn. Đó nè. Đeo vương phát luôn hay. Tuyệt vời hay. Cái bàn nhà tôi em chạy mô đây. Bạn Nhân nhà tôi có tồi chứ, ở cuối cùng luôn. Bạn Nhân thương nhớ của tôi ở cuối tuần luôn, ở cuối cùng luôn. Chọn cái bài hát đi hay hay. Bạn nhà tôi là được cầm cơ cả nhà. Bạn nhà tôi, bạn thân thương của tôi là bạn Nhân á, được cầm cơ. Không, đừng trước đấy đây, chứ là Thanh đừng trước, không phải đừng sau mà. Phải đứng trước. Mái chụp mặc đồ đẹp. Mái là mặc đồ đẹp đấy, chụp cho đẹp. Bữa nay là chụp làm kỷ niệm thôi. Nói này. Khuya đó để thương đứa con Lán về. Chứ hẳn sợ. Bên này anh không sợ. Bên này nói mà về đi thôi mãi nhá. Tiền mới biết. Lượn cái trong nước. Nói này, thương đứa con Lán về đấy. Buồn rồi. Đời mới được chẳng ấy. Đời mới được, mới được. Khuya rồi để lái Lán về đấy. À, đây, chết quá đấy. Đó. Chứ. Em nghe gì? Mấy thầy. Về. Nhà hả? Thì về đưa Lán về rồi ta về. Vẫn còn hẹn thôi là đến nhà tắm kìa. Rồi đi mới được phía rồi 10 giờ rồi. 10 giờ. Ngọc.